공부해볼게요. 해외 네. 주제, 해외여행자들을 위한 법적 요구사항 이해하기. 우리가 외국으로 여행할 때는 현지 법을 준수하는 것이 매우 중요합니다. 국제여행 시 우리는 입국과 출국 시 각각 한 번씩 이민국을 통과하게 되는데, 이때 여권과 비자와 같은 서류가 완벽해야 합니다. 네. 현재 해외 여행자들을 위한 법적 요구사항 이해하기. 우리가 외국으로 여행할 때에는 현지 법을 준수하는 것이 매우 중요합니다. 국제 여행 시 우리는 입국과 출국 시 각각 한 번씩 이민국을 통과하게 되는데, 이때 여권과 비자와 같은 서류가 완벽해야 합니다. 네, 비행기 읽어주세요. 주례 아, 잠깐만요. 네. theo các yêu cầu pháp lý đối với du khách nước ngoài. Khi chúng ta đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là phải tuân thủ luật pháp địa phương. Điều này đặc biệt quan trọng vì trong quá trình du lịch quốc tế, chúng ta phải qua cửa khẩu nhập cảnh và xuất cảnh mỗi lần một lần. Trong những tình huống này, chúng ta phải đảm bảo rằng các giấy tờ của mình, chẳng hạn như hộ chiếu, visa và visa đều hợp lệ. Né, tôi đọc cao thánh chưa để hiểu các yêu cầu pháp lý tôi với du khách nước ngoài. Khi chúng ta đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là phải tuân thủ luật pháp địa phương. Điều này đặc biệt quan trọng vì trong quá trình du lịch quốc tế, chúng ta phải khóa cửa các cao cao nhập cảnh và xuất cảnh mỗi lần một lần trong những tình huống ấy, chúng ta phải đảm bảo rằng khách chạy tổ của mình chẳng hạn như hộ chiếu và visa điều pháp lệ. Ý nghĩa주제는 주제고요. 이유는 이해해야 합니다. 이해. 요구 public 법 법이 요구 public 도의 도의 육학 Giỏi em à?외국 외국 여행객의 변화 법 요구 이해 맞아요? Quốc gia hay để đối với yêu cầu pháp lý à? Pháp lý là bom ly à? Nè, Bom bấm ly nhớ. đồ cu ấy thì hè hà ký. Nè, khi chúng ta우리가 chúng ta đi du lịch ngồi ngồi 외국에 여행을 갈때유 반쪽 이것이 중요해요. 지금 밖에 천둥 쳐요? 빵빵빵. 밖에 천둥 쳐요? 비 오고 빵빵빵. 하는 거지 뭐예요? 또이티에 날씨 어때요? 또이티에 아, 천둥, 빵빵, 네. 네, 맞아요. 네. 지금은 날씨 갑자기 비가 많이 와요. 아, 뭐가 오케이. 네, 천둥. 아, 썬더, 썬더. 아, 천둥. 왜, 창문이 지금 번쩍번쩍 그랬어요. 창밖에서. 아, 들어요? 아니야, 그냥 번쩍번쩍.
소리는 안 나고 보여요. 반짝반짝 불빛 보여요. 라 후아 후아 후아. 오케이 오케이. 아 오케이. 뉴 관종. 아 이거는 중요해요. 그래서 by June 2, 지역의 법률로부터 따라야 돼요. 준수해야 돼요. 두어 투 이냐라지. 후원 투 후원. 뚜루와 준수 준수. 아 준수. 후원 투. 아 지역 법률을 따라야만 하는 것은 중요합니다. 관청라 지역 후원 투. 그러니까 지역 범 지역 지역 이 리아풍. luật pháp là법, 법률. 법률 예, 법률. 법리 법률, 네, 법률. 유, 나이, 특별, 이것은 특별히 중요하고, 한데, 이유는, 그 과정, 여행, 국제 여행 과정에서, 우리가 과의 과, 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 가오, 냅. 냅간, 수옷칸, Cửa khẩu nhập cảnh và xuất cảnh. mỗi lần, cứ bộ, ý nghĩa là gì? Cào nhập Ta khăn. phải qua cửa khẩu nhập cảnh và xuất cảnh. Nhập Ý nghĩa, cảnh. yeah. 무슨 뜻이에요? Nhập cảnh là khi đi đến nước ngoài thì phải làm thủ tục nhập cảnh thì mới vào được nước. Và khi muốn đi ra thì phải làm thủ tục xuất cảnh thì mới ra được. Nhưng mà đấy, ý là như thế. Một lần Cửa khẩu nhập cảnh. Nhập cảnh là ở sân bay ấy, à Bihanki sân bay là sân bay là gì? à iyeseyo. Ở sân bay. Standby. Nhập cảnh và xuất cảnh. À. Mỗi lần một lần. Mỗi lần hai lần. Hai lần. Mỗi lần. Hai lần khác nhau. Nhập cảnh, 이민국. xuất cảnh, 출국. Nhập cảnh, Nhập입국. cảnh ịp입국. cúc là sao rồi, nhập xuất cảnh cảnh, 출국. xuất cảnh là chui cúc. Hai lần. 통과하다. 과, 과, 통과하다. Trải qua cửa khẩu Thông qua해요. 음. 한 번씩 통과해요. 몰라 동능, 그래서, trong những tình huống như này, tình huống này흥, 날 의미 알아지? tình huống là như là trường hợp ấy, trường hợp trường chẳng không, không nhớ, ý là trong 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 cái sự việc như thế này này, trong cái Nhưng hơi xa trong tình huống, nhưng mà tiếng Hàn không biết tiếng Hàn là gì, Hangukoro Mulayo. à, 우리는 뭔가 이때 뭔가 완벽해야 된다. 흥. 이것은 Không có à?오케이. 병용 띵흥날 총탑바이 담보 우리가 담보 보관해야 돼요. 딱 지하의 뚜꾸아민 우리의 그 지하의 절차 이니야 짜이 라지 지하의 또 지하의 Giấy tờ tức là서류 đấy. à 서류. 뜻은 서류예요. 아, 제가 또 서류, 서류가 이 서류는 허블리, 듀 허블리 완벽해야 돼요. 어떤 거냐면 땅한 호주 여권, 그다음에 비자, 듀 허블리 여권 비자 또 뭐가 있을까요? 응? 아, 서류.
Nè. Đi du lịch về Cúc Gió Hen Cái Tè. Nè Lọc quân gì nè. cha, Nè. đi Hồ điêu chiu, hẻo. nè nè hồ chiu. Nè. Chẳng hạn. Còn sang hạn. Thì gần. Hồ chiu. Dạ chiu. Rồi gắn chú ý xa đây. Hộ chiếu visa. Chiu Ngoài gắn ra chú. Hợp lệ. tô ít sói ố, Anh nhé. Cần mà nhé. sorry tô ít sói ố. Anh nhé. Thì ra lọc quân Nè man ít sói ố. nè. Boto 여행할 때는 뭐 여권 있으면 되고 때에 따라서 비자 필요할 수 있어요. 근데 보통은 이제 여행이 아니라 장기 체류하면 오랫동안 송야이 빠이고 비자 있어야 돼요. 오랫동안 있으려면. 네. 다음. 관광객, 학생, 임시 거주자 또는 취업이나 이민을 원하는 사람 모두가 현지 법을 이해하고 준수하는 것이 중요합니다. 단기 체류든 장기 정착이든 법을 준수하는 것은 필수입니다. 그러나 많은 사람들이 이 법을 잘 모르는 경우가 많아 의도치 않은 위반을 할수 있습니다. 네. 관광객, 학생, 임시 거주자 또는 취업이나 이민을 원하는 사람 모두가 현지 법을 이해하고 준수하는 것이 중요합니다. 단기 체류든 장기 정착이든 법을 준수하는 것을 필수입니다. 그러나 많은 사람들이 이 법을 잘 모르는 경우가 많아 의도치 않은 위반을 할수 있습니다. 네. 땡 백. 돌아 du khách, sinh viên, cư dân tạm thời hay những người muốn làm việc hoặc nhập cư, việc hiểu và tuân thủ luật pháp của nước sở tại là rất quan trọng. Cho dù bạn ở lại trong thời gian ngắn hay dự định định cư lâu dài, tuân thủ pháp luật là điều bắt buộc. Tuy nhiên, nhiều người thường không quen thuộc với những luật này. Điều này có thể dẫn đến vi phạm ngoài ý muốn. Nè. Rồi đó. Chữ là chữ khách xin bên chữ sáng tắm phôi hại những ngôi muốn làm việc phục nhập cư bếp phiếu và quân thư luật pháp của nước số tài là chất quan trọng rồi yêu văn ổ lại giống thời gian nhân ai dự xin 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 dù lào dài chung thức pháp luật là dù bắt bước thư nên như ngồi xuống phòng quên tứ tứ hồi ruột ngại như này có thể dẫn đến vì không ngồi ý muốn nè ok ini kau tình biết như là chú các vẫn còn kẹt bên học sinh cư dân Học sinh. học sinh sinh viên cư dân là 체류자 머무는 사람 Tôi
Này, tam Cư dân tội. là gì? Seryoja, seryoja, Xe seryoja. riêu Seryoja trả. này, seryoja. Tam Xe tội, riêu trả. ai, gan, hai, tam tội, đăng ký seryo, nhưng ngồi một làm việc. 일하는데 일하기 위해서 하는 사람, 냅두 그냥 입국 그 거주하는 입국 사람, 거주하는 외교 사람 외교 이해하는 거봐 좋은 또한 준수해요. 녹 나라예요 나라. 뉴욕 나라 네, 뉴욕 나라의 법을 준수하고 따이 라자 관종 그거는 준수하는 거는 아주 중요합니다. 유반 유반 자이 종 소이잔 낸 아이 그 위에서 유반 사람 위에서 짧게 짧은 더 의지하는 기간 더 의지한 시간 더 의지한 년 thời gian là si cảm짧은 시간에 거주하거나 있는 자이 자이 두 라우 자이 긴 장기 동안 딩딩 유진 머무는 định định 사람들을 위해서 투원 투팝 법을 준수하는 것 역시 유박복 필요해요. 박복 bắt buộc là phi su필수예요. 필수입니다. 필수입니다. 두년 필수입니다. 그래서 뉴욕 많은 사람들 보통 홍푸엔 북보이 뉴룩나이 이것을 이 법에 대해서 알지 못해요. 부엔풍 위반해요. Không quen thuộc với những luật này. Một이 thông không법을 quen보통 thuộc. 알지 못해요. 쿠엔톡 의냐라지 Không quen. 알지 못해요. 쿠엔톡. 그래서 유나이 이거 고대 잔덴 이 밤오이 원 의도치 않게. 의도치 않게 위반할 수 있어요. 미안. 위반할 수 있어요. 위반 예. 2번. vi phạm ngoài ý muốn위반. 위반하다 뜻 알아요? ngoài ý muốn đó위반하다 뜻 알아요? vi phạm비판 비판 vi phạm 위반 là vi phạm 비판 의도 없이 어휘는 바뀌죠. 어휘 의도 이문 의도 밖에 위반으로 할수 있어 있게 돼요. 어떻게 오케이 vi phạm ngoài ý비판 muốn. 어휘 이문 어때요? 네. 여행자를 위한 법적 지식의 중요성. 항공편, 숙박, 예약 또는 체류 준비를 할때 법적 측면을 이해하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 베트남을 여행할 경우 호텔을 예약하거나 에어비앤비와 같은 서비스를 이용할 수 있습니다. 하지만 현지 법은 숙박 업소 소유자와 투숙객에게 특정 요구 사항을 부과할 수 있다는 점을 알아야 합니다. 네. 네, 여행자를 위한 법적 지식의 중요성.
항공편 숙박 대략 또는 체류 준비를 할때 법적 증명을 이행하는 것이 중요합니다. 예를 들어 베트남을 여행할 때, 여행할 경우 호텔을 예약하거나 에어비앤비와 같은 서비스를 이용할 수 있습니다. 하지만 현지 법의 숙박업소 소유자와 투숙객에게 특정 요구 사항을 무과할 수 있다는 점을 알아야 합니다. 네, 땡볕. tầm quan trọng của kiến thức pháp lý đối với du khách. Dù chúng ta đang đặt vé máy bay, chỗ ở hay sắp xếp cho kỳ nghỉ của mình, việc hiểu các khía cạnh pháp lý là điều then chốt. Ví dụ, nếu bạn đi du lịch đến Việt Nam, bạn có thể đặt khách sạn hoặc sử dụng các dịch vụ như Airbnb để ở. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết rằng luật pháp địa phương có thể yêu cầu các thủ tục cụ thể đối với cả chủ nhà và khách thuê. Né, rồi tốt tầm quan trọng của kiến thức pháp lý tôi rồi du khách như chúng ta đang đặt về vé máy bay chỗ hay sắp xếp chỗ kỳ nghỉ của mình bất cứ các kia thành pháp lý là như trên chọn ví dụ như bạn đi du lịch đến Việt Nam, bạn có thể đặt khách sạn hoặc sử dụng các dịch vụ như Airbnb để ở. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết là luật pháp địa phương có thể yêu cầu các tư cụ thể đối với các chủ nhà và các thuê. Đấy. Tham quan trọng, trung yếu kiến thức pháp lý đối với du khách, tham quan khách ghi theo kiến thức yêu Kiến cầu thức là chỉ xích à? chỉ xích thức chỉ xích chỉ xích chúng ta đang đất Uriga Đặt đi vé máy về bay. về quốc tế Đi hèn. phiên Hèn. giro Kỳ. tất tăng tất giới hạn heo biểu Không. Vé máy bay là đi hèn kỳ tích vé là tích à vé máy bay vé 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 để về hai tê đi giới hạn tê cài tê thì phải nè mô thì chắc thế đó. nè 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 chỗ ô hai tiền kỳ chỗ ô có chữ chỉ cho nên sắp xếp chỗ kỳ nghỉ của mình uriga anh các theo kỳ nghỉ Kỳ nghỉ là mọi người rồi ô sắp xếp cho kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ giống như là gì nhỉ? Quên rồi.항공편 숙박 예약 또는 체류 준비할 때 법적 증명을 얘기하는 것이 항공편 Kỳ nghỉ là gì? chúng ta đang đặt vé máy à vé phiếu đặt vé yêu mê đặt vé máy bay항공편 yêu mê chỗ숙박 또는 sắp xếp chỗ kỳ nghỉ của mình 우리가 체류할 때, 백큐 이해하는 거 중요해요. 기약한 법리, 그 법을 기약한 유태된 쪽 이냐라지? khía cạnh pháp lý네, là유태된 hiểu hiểu về쪽 luật đấy.
khía Đúng cạnh, rồi đấy. tức là các luật, các luật, các luật lệ, các luật lệ khi đi máy bay ấy. Nè. Ừ. Hiểu về các khía cạnh pháp lý. 법적 측면을 이해하는 것이 중요합니다. 법적 측면, 법적 법리, 이해관 측면, 측면 아 뉴된 척 중요하다. 중요하다 뉴된 척 중요하다. 중요하다 네네. 중요하다 네, 관점 미주 예를 들어서 뉴 반디지릭 된 베트남 베트남에 여행을 간다면 만 당신은 그때 낙낙산 그 호텔의 호텔을 예약하고 그중 유명하고 그리고 그 에어비앤비 같은 주거처럼 서비스를 사용할 수 있어요. 그래서 서비스 사용할 수 있어요. 뚜니엔 그래서 뉴 하지만 먼저 이거 중요한 것이 by bit 알아야 돼요. bit 랑 법, 각 지금 지역 법률이 요구를 해요. 법률이 툭툭 준수하도록 그때 너희 보이 뉴냐 그래서 주인이나 뉴냐 각 듀얼 임차인에게 요구하는 내용, 지키는 내용이 있는지를 알아야 돼요. 예를 들어서, 신고해야 돼요. 거주자 신고. 법적으로, 합리주풍, 후아, 베트남, 요가오, 거주자 신고. 그거 알아요? 거주자 신고. 신고 네네, 거주자. 여행 사는 사람, 만약에 내가 베트남에 가서 1년 살아요? 리가 만약에 집 알려줬어요. 그러면 내가 집 계약해요? 베트남 하노이에 집 1년 계약했어요. 그러면 1년 계약해서 살때 나는 베트남 관공서 가서 신고해야 돼요. 거주자 신고. 근데 어디서 신고? 거주자 신고. 몰라요? 두냐? 두냐. 집. 두냐. 두에냐 신고. 미안. 뇨이. 두에나. 그런 거 알아야 돼요. 보태동. 희마 예집 임대하 임시 할 때야. 네네네. 알로? 임대하고 나서, 사우 합동, 냐, 반, 송, 오냐, 반, 빠이, 냔, 잔, 송, 거주자 신고, 거주자 신고, 거주자 Khi mà신고. đến Việt Nam, sau khi đi thuê nhà thì chủ nhà sẽ hỗ trợ Nè đăng ký với đăng ký tạm trú hoặc là cư trú nè. cho khách đăng ký ở đăng ký cơ quan nhà nước, đăng ký ở công an này, ở Nè. công an phường này, Nè. công an này xin cô hay là đăng ký ở ở cơ quan nhà nước đấy, Nè, cô chịu. Nè, tiếng Anh. nghĩa là chủ nhà là người Nè, có trách trách nhiệm đăng nhiệm. ký, Trách có nhiệm. trách nhiệm đăng Nè. ký tạm trú tạm vắng Nè. cho khách. Chủ nhà là người có trách nhiệm đăng ký. Nè. 등록해야 될 책임이 있어요. 그런 절차가 중요해요. 그래서 뉴 관종
오케이. 예를 들어 베트남에서는 숙박업소 소유자가 외국인 손님의 존재를 현지 당국에 등록해야 하는 경우가 많습니다. 이를 하지 않으면 법적 문제가 발생할 수 있습니다. 친구 집에 머무는 경우라도 모든 법적 절차가 준수되었는지 확인하는 것이 중요합니다. 네. 예를 들어 베트남에서는 숙박업소 소유자가 외국인 손님의 존재를 현지 당국에 등록해야 하는 경우가 많습니다. 이를 하지 않으면 법적 문제가 발생할 수 있습니다. 친구 집에 머무는 경우라도 모든 법적 절차가 준수되었는지 확인하는 것이 중요합니다. 네, 땡 뱅. Tại Việt Nam, chẳng hạn chủ nhà thường phải đăng ký sự hiện diện của khách nước ngoài với chính quyền địa phương. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý. Đây là lý do tại sao ngay cả khi bạn ở cùng bạn bè, điều quan trọng là đảm bảo rằng tất cả các thủ tục pháp lý đều được tuân thủ. Tại Việt Hiểu Nam không? chẳng hạn chủ nhà chúng phải đăng ký sự hiện diện của các nước ngoài rồi chính quyền địa phương như họ làm người gái có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý. Đây là lý do tại sao ngài các khi vẫn ở cùng bạn bè như quan trọng là đảm bảo rằng tất cả các tư thức pháp lý chủ thức thuần trước tại Việt Nam Việt Nam에 있을 때 상한 어느 기간 동안 주냐 집주인은 보통 등록해야만 해요. 수 현지엔과 각국 손님에게 외국 손님에게 본 지역 지역의 친권 규정에 의해서 등록을 해야 돼요. 뉴홍남 가입 꽃에 잠든 학반 법리. 아, 뉴홍남 하지 않으면 이처럼 하지 않으면 잠든 학 문제가 될수 있어요. 법적 문제가 나올 수 있어요. 꽃에 잠든 나라 리조 다이사오 이러한 이유로 나의 파키 만 동반비 친구 집에 있다 하더라도 유관종 라 담바오 란다 각각 두특 법리에 따라서 준수하는 것은 중요합니다. 확인하는 것은 중요합니다. 담바오 확인하다 됐다 각각 두 담보. 법리를 이러한 법리를 준수 준수하는지 확인하는 것 중요해요. 네. Đấy, chủ nhà đấy, chủ nhà sẽ là người đăng ký cho khách nước네. ngoài. 그냥 집주인이 신고해줘야 돼요. 왜냐하면 주각 몰라요. 생배 모르고. 그 에이전트가 또 해야 돼요. 그런 거는. 바이 에이전트. 부동산 에이전트 생배 뭐라고 해요? 부동산 에이전트. 에이 천두아 오케이. 한국어 không 할게요. biết 베트남에서 한달 체류 알아야 할 사항. 베트남에서 한달 동안 머물 계획이라면 다음 사항을 유념해야 합니다. 네. 베트남에서 한달 체류 알아야 할 사항. 베트남에서 한달 동안 머물 계획이라면 다음 사항을 유념해야 합니다. 땡볕 lưu trú 1 tháng ở Việt Nam. 한 달. Những điều cần biết. Nếu bạn dự định ở lại Việt Nam trong 1 tháng và thuê nhà
Bạn nên lưu ý những điều sau. Nè, lưu trú 1 tháng ở Việt Nam, dự phân biệt. Nếu bạn dự định ở lại Việt Nam trong 1 tháng và chưa nhá, bạn nên lưu ý những từ sau. Lưu trú 1 tháng ở Việt Nam, Việt Nam là số hành đại và mô đồ kỳ lưu trú. Nhưng dự phân biệt, bà ra đề đề dự phân dự dự ở lại. À, hành달 동안 베트남에서 머무른다면 바 투에냐 머무르고 임대한다면 바 당신은 다음 사항을 유의해야 해요. 유의 네. 띵베 Một là읽어주세요. đăng ký hợp pháp. Sau khi bạn đến và có chỗ ở, điều quan trọng là phải đăng ký lưu trú của mình với chính quyền địa phương. Điều này thường do chủ nhà hoặc đại lý bất động sản thực hiện. Nhưng với tư cách là người thuê, bạn cần đảm bảo rằng việc này đã được hoàn thành. Nè. Đăng ký hợp pháp sau khi bạn đến và có chỗ ở. Điều quan trọng là phải đăng ký lưu trú của mình với chính quyền địa phương. Điều này dùng cho chủ nhà hoặc đại lý bất động sản thực hiện. Nhưng với tư cách là người thuê, bản thân đảm bảo làm việc ngay và đức hoàn thành hợp chốc từng nộp hỗ trợ khu xuất xô hoặc qua nu hoàn gì thằng cụ ghê chế độ rồi từng nộp thằng Để bọc chóc thường lộ chốt chắc hù xúc xô rơi hoặc bô han hù hòn chỉ thằng cúc kê chê liêu rơi từng nốt hai đơn cỏ sĩ chủ nghĩa hoa mì tả y nân bột thông xúc xô xô yêu trà na bột thông san trùng kê ni cho đi hà chỉ man xê íp trà rồ so y trời trà ca quài liêu thuê on nần chi hoặc kinh hề ra hâm nhì tả Nè, nhiều thuê 1분 남았어. 아마 내일 다시 하는데 요거는 땡금 아마 할게요. 단기 합법 계약. hợp pháp là gì? 계약 합동 합법 Hạt bóp à?계약 기간. 이 밴드나 도착했을 때, 집에 도착했을 때 중요합니다. 바이 단기 기록하는 거. 당신이 진권 제품 그 지역의 진권 등록소 관청에 기록하는 거 중요한데, 이것은 보통 집주인이 해줘요. 아니면 부동산 특혜. 달리다 부동산 특혜. 달리 하고 싶은 거잖아요. 달리 부동산. 맞아요? 직업. 맞아요. 예, 네, 그러니까 부동산 달리 부동산 달리라 부동산 에이전트가 이거 해줘야 돼요. 특혜. 네. 하지만 아, 두카클라 노이 투에 그 인터넷